Ui, vãi cái, nó nhanh quá các bạn ơi. Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình là Lucy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một tựa game kinh dị lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị Nhật Bản có tên là Teke Teke. Ok, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. Xong, chúng ta là một coder các bạn ạ. Cái gì đây? Ấn E để đọc. Ủa, có một người đàn ông bị cắt làm đôi à? Ủi, ghê quá nhỉ, tôi không đọc đâu, đêm rồi. Thật là không thể tin được. Tại sao điều này lại có thể xảy ra? Ở đây nó có cái tin nhắn khác này. Lời nhắc, hãy đi mua gọi là đồ 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 ăn đấy các bạn ạ, kiểu 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 thế. Đây đúng là kiểu một cái căn phòng của một otaku Nhật Bản. Đầy đủ tiện nghi và không cần phải ra ngoài, không biết là nhà vệ sinh ở đâu. Ôi đợi đã, tôi cần phải mang theo cái danh sách mua đồ. Danh sách mua đồ. Danh sách mua đồ. Đây. Ấn tab. Ok. Teke teke này là như kiểu một người phụ nữ bị cắt làm đôi. Thế nên là để mà di chuyển thì sẽ sử dụng cái củi trỏ. Cái tiếng teke teke chính là tiếng củi trỏ gõ lên mặt đất khi mà cái người phụ nữ này di chuyển các bạn. Game này có nút chạy à? Ghê thế à? Đấy, buổi tối Nhật Bản sẽ như thế này đấy các bạn. Buổi tối Nhật Bản thì rất là vắng vẻ thôi. Đấy, không có ai ở ngoài đường hết. Nhưng mà những cái siêu thị kia thì vẫn làm việc 24 trên 7 các bạn nhé. Cái kia nó thường nó sẽ là cái gì nhỉ? Cái gì đây? 7-Eleven. Ồ, ở đây có cái siêu thị CPM, cái con khỉ gì. Ok, vậy chúng ta sẽ vào đây nhé. Vào đây để mua đồ. Mua sữa này, dầu ô liu này, gạo trắng này, mì ăn liền. Gì ghê vậy? Cảnh sát ở Nhật phóng sợ nhỉ, kiểu Tokyo Drift hay phải đuổi đuổi mấy cái xe đua ấy, nên là phóng hơi ghê luôn. Đấy, Irasaimase. Hai. Cô ban qua. Anh nhau xem. Chào. Achuma. Ok à. Cái bà cô này. Ôi ôi ôi. Ôi. Ok. Thím ơi. Ô, làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây? Ha 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 ha, muốn gì đây? Muốn gì đây? Muốn gì đây? Muốn gì đây? Hử? Tại sao bà lại đi theo tôi? Ai da. Bà già này bà gọi mình là Bakamono các bạn ạ, có nghĩa là đồ ngu. Bà ấy bảo là buổi tối thì cái truyền thuyết đô thị sẽ sống dậy, thế nên là mình phải chạy đi đồ ngu. Bà tưởng tôi không biết tiếng Nhật à? Tôi xem là hơi bị nhiều phim hành động Nhật Bản đấy, bà lại hơi đùa tôi rồi. Tôi hiểu hết đấy. Còn cái gì nữa nhỉ? Hình như nó ở bên này. Ôi ôi. Kìa, đi chỗ khác đi. Tay chắp đít này nữa, nhưng mà camera chạy bằng cơm. Ở kìa sau. Teke teke, bác có phải nói đến cái truyền thuyết đô thị không? Đúng rồi đấy. Chúng mày còn trẻ nên là chúng mày không biết thôi. Nhưng mà cái truyền thuyết này thì đã trở thành sự thật gần đây đấy. Thật á, sợ thế. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
tối nay ngay ở trong thị trấn này cái con quái vật đấy sẽ xuất hiện và mày sẽ không thể trốn thoát khỏi cái cơn thịnh nộ của nó, kiểu kiểu thế. Vâng, cháu sẽ gọi là kiểu mình nghi ngờ chính cái bà này là con teke teke các bạn. Con teke teke là con chỉ có nửa người thôi. Ôi ơi, sao sếp kia ơi ơi bạn ơi, con tớ mà. Ô hay, tớ còn mua đồ mà. Còn còn dầu rửa bát nữa. Dầu rửa bát ở đoạn nào nhỉ? Dầu rửa bát ở đoạn nào nhỉ? Thì chắc là nó ở đây. Dầu rửa bát ở đoạn nào nhỉ? Chết rồi. Cái này thì làm sao mà dầu rửa bát à? Sumimasen. Ok. Mình đang vặt con gương thôi. Tại sao chúng ta lại đi ra được đây nhỉ? Tôi vẫn cần phải mua đồ. Ừ thì vẫn biết là mua đồ, nhưng mà bây giờ không tìm thấy cái dầu rửa bát ấy. Đây này, một dầu rửa bát mà. À đây đây đây, nó đây này, nó đây. Rồi, mua xong rồi các bạn ạ. Ấy à, không phải. Nó là cái gì? Dầu rửa bát nó ở đoạn nào nhỉ? Nếu mà các bạn thấy nó nhấp nháy các bạn bảo mình nhé. Các bạn nhắn xuống dưới bình luận nhé. À đây, dầu rửa bát đây. Rồi. X2 sữa. X2 sữa. Sữa ở đoạn nào nhỉ? Sữa. Ồ, không biết nó có ở trong này không? Chắc là trong này. Không phải. Sữa. Đây. Ôi, ok, ngon, ngon rồi đấy. Bạn ơi, cho tao thanh toán cái. Bạn ơi. Chắc là người ta cho mình các bạn ạ. Tôi cần phải tìm cái nhân viên thu ngân. Ok. Bạn làm sao đấy? Bạn ơi. Ừ, anh làm gì trong này vậy? À, tôi xin lỗi nhưng mà tôi cần phải thanh toán ấy. À vâng. Đợi em một tí, em sẽ quay lại ngay. Hãy quay lại phía trước của cái cửa hàng. Ôi! Chúng ta té các bạn nhé. Nó tự nhiên lại có cái xe ô tô đâm, sao lại có người chết đây này. Thôi, té thôi các bạn. Ơi, chị ơi, chị gọi công an ấy, chứ cảnh sát hay giao thông ấy, chứ có xe đâm vào đằng kia ghê quá chị ạ. Vâng, chào chào buổi tối nhé. Giờ nhưng mà chị ơi, chị. ¥2.750 khoảng độ 500.000 các bạn ạ. あのおばあさんはちょっと変わった人だと思います. À, người phụ nữ đó thì hơi kỳ lạ một tí bởi vì bà ta hay kể những cái câu chuyện ma. Tiền lẻ của anh đây. Cảm ơn em. Mở cửa không được, tôi chết rồi. Ui! Ôi chị ơi! Ôi, cái gì đấy? Cái gì đấy? Một cái vé tàu. Vé. À!
Ui đây là cái lưỡi hái các bạn ạ. Ôi trời chết rồi. Ôi cái gì? Ôi. Cái gì đây? Một chiếc chìa khóa xe ô tô. Xe ô tô à? Tại sao lại có cái xe ô tô bị đâm ở đằng kia? Tại sao chìa khóa lại trong này nhỉ? Ô lạ nhỉ, cái xe ô tô nó bị đâm. Xe ô tô nó bị đâm ở đây, chìa khóa lại ở trong kia. Bằng cách thần kỳ nào đấy. Ôi. Ok. Ôi sao nó nhanh thế? Mục đích của cái chìa khóa ô tô là gì ta? Kìa. Ôi vãi cái, nó nhanh quá các bạn ơi. Ôi. Ok. Chúng ta đã lấy được cái chìa khóa rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta phải tìm cái ô tô, lần này chúng ta phải tìm cái ô tô, có thể là tìm cái ô tô thì chúng ta sẽ thoát được. Cái ô tô mà bị đâm, để mình chỉ cho các bạn cái ô tô bị đâm. Cái ô tô kia kìa, bị đâm kìa thì không sử dụng được nhá. Vậy thì chúng ta phải tìm cái ô tô khác. Chắc là sẽ đỗ ở đâu đó quanh quanh đây. Ôi. À. Ui đây rồi. Ôi thoát rồi các bạn. Ôi. Ok thoát rồi. Ok, vậy là game đã kết thúc đây rồi các bạn nhé. Hẹn các bạn ở cái video tiếp theo và các tựa game tiếp theo. Mình là Lucy, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.